Chào tất cả quý cô chú chị hàng nhé. Em lên sóng giới thiệu cho cả nhà mình một phôi cẩm thị xanh Crong 3 xanh ngọc nhé. Có ruồi đàng hoàng mọi người nhé. Đây ruồi này, ruồi từ đại khái là từ lõi bắn ra rác mà từ rác bắn vào lõi xung quanh luôn, bốn mặt luôn. Đây mọi người này, ruồi. Đấy, đây là ruồi nhé, chứ không phải nước mưa, đây là khô ấy, em mới cho nó khô đây. Đi vào kích thước liền luôn nhé. Cục đây là có chiều dài là được 1m20 nha. Đầu đây nhá, đầu đây là được 25.5 đi. Và dày được 18.5. Anh em mà các bác lên siêu phẩm luôn thôi. Quá vip luôn. Đọc đi mọi người nhá. Chất gỗ trong bay lai. Đây rồi đây mọi người này. Đấy, xung quanh hết luôn nhá. Đầu đây thì là một chiều cũng 25. Và một chiều cũng 18 luôn. 71 kg mọi người ạ, 71 kg thôi. Ruồi đầu tiên em tưởng là nhớt nó bắn, nhưng không phải mọi người ạ. Đấy, thôi về em mới trà đi. Trà đi, nó càng trà càng ra mọi người nhé. Đẹp mê ly luôn. Đấy. Chất xanh ngọc này mọi người nhìn. Rồi, cô chú chị thiện chí với phôi này thì liên hệ em nhé. 0338918991. 71 kg. Đẹp tê người luôn mọi người. Đẹp tê luôn này. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em.